Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Ý Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày thứ bảy thuộc tuần lễ thứ 10 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 từ câu 33 tới 37 và bài suy niệm sau đây. Khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng các con lại còn nghe dạy người xưa rằng đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy, thầy bảo các con đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của người, đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả, cũng đừng chỉ đâu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc da trắng hoặc da đen được. Những lời các con phải có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Các bạn thân mến, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại tiếp tục giải thích về các điều răn để cho mọi người cùng ý thức được về việc làm của mình. Như chúng ta được biết là dân tộc Israel rất tôn kính danh Thiên Chúa, một sự tôn kính tuyệt đối, vì họ biết rằng danh xưng Thiên Chúa là đứng được tôn vinh kính trọng từ trong tư tưởng, lời nói cho đến việc làm. Vì vậy, họ ý thức rằng mỗi khi lấy danh Chúa mà thề thốt, tức là lấy Thiên Chúa làm chứng cho sự thật của lời mình nói. Do đó, chớ bội thề, nhưng phải giữ lời đã thề. Hay nói một cách khác, đừng thề gì cả, đừng nhân danh trời, nhân danh đất, cũng đừng nhân danh bất cứ ai mà thề. Hãy luôn sống trong sự thật như lời Chúa chỉ dạy. Chúng ta cũng thấy được là trong cuộc sống xã hội, người ta cũng thường đưa ra những lời thề thốt, cam kết để bảo đảm cho những hình thức giao dịch khác nhau. Các đối tác trong các thương vụ làm ăn hay các nguyên thủ quốc gia khi tuyên thệ nhậm chức, hay khi hai người nam nữ thề hứa kết hôn, hay ngay cả đến những người bán hàng rong ngoài đường phố chợ cũng luôn rêu rao khẳng định rằng món hàng của mình là hàng thật, có chất lượng tốt nhất và lời phát biểu của mình là sự thật. Họ đưa ra những cam kết không giả dối, hầu gây niềm tin nơi đối tượng của họ. Ngược lại, sẽ là đổ vỡ phũ phàng khi các lời cam kết lại không đi đúng với sự thật. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rất mạnh mẽ sự dối trá bội tính và gọi đó là hành vi thuộc về ma quỷ. Có thì nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 câu 37. Đúng vậy thưa các bạn, kẻ dối trá bao giờ cũng là tay sai của sự giữ. Sự dối trá có thể giúp người ta đạt được tham vọng trước mắt, nhưng về lâu về dài và rốt cuộc dối trá sẽ dẫn đến diệt vong. Một công việc dù có mục đích tốt đi nữa, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn dối trá thì không thể là một hành vi tốt được. Ở trong một xã hội đầy gian dối lọc lừa này, chúng ta cần phải dám sống như con cái của Thiên Chúa. Chúng ta luôn được mời gọi là hãy luôn sống trong sự thật, từ lời nói đến việc làm. Cho dù chúng ta phải chịu nhiều thiệt thòi hay bị chê giễu. Thưa các bạn, sống trong sự thật cũng là một đề tài rất lớn mà chúng ta từng được nghe trong các Tin Mừng. Điển hình nhất là nơi phiên tòa xét xử, Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giêsu. Và cũng từ nơi đó có một câu hỏi mà rất nhiều nhà tư tưởng theo thời gian đã cố gắng đưa ra: đâu là sự thật? Chỉ có Thiên Chúa là sự thật. Ai sống đẹp lòng Thiên Chúa và tuân giữ luật pháp của Ngài là sống trong sự thật. Vì vậy mà Cha Thánh Ars đã nói, lý do tại sao rất ít Kitô hữu hành động với mục đích duy nhất là làm hài lòng Thiên Chúa, là vì hầu hết họ đều ở trong tình trạng thiếu hiểu biết đáng sợ. Lạy Chúa, bao nhiêu việc lành cho thiên đàng đã bị mất đi. Hay nói một cách khác, như lời của Thánh Charles Borromeo như sau: hỡi anh em thân mến, khi anh em cử hành các bí tích, hãy cân nhắc điều anh em làm. Khi
Anh em cử hành thánh lễ, hãy nghĩ về những gì anh em dựng lên. Nếu anh em hát trong một dàn hợp xướng, hãy cân nhắc xem anh em đang nói chuyện với ai và đang nói gì. Nếu anh em hướng dẫn các linh hồn, hãy nhớ rằng họ đã được thanh tẩy bằng máu của ai, và bất cứ điều gì anh em làm, hãy thực hiện trong tình yêu thương và sự thật. Đúng vậy, thưa các bạn, sống trong sự thật, chúng ta sẽ được Thiên Chúa giải thoát khỏi mọi sự dữ. Như chính Chúa Giêsu trong các đoạn tin mừng đã từng nói, các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do. Theo tin mừng Thánh Gioan chương 8 câu 33, ấy, ta đã sinh ra và đã đến trong thế gian vì điều này, đó là để làm chứng cho sự thật. Tin mừng Thánh Gioan chương 18 câu 37. Sau hết, ước gì mỗi người chúng ta được luôn biết sống theo sự thật như sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Đừng sống theo kiểu khẩu Phật mà tâm sạc. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là chứng nhân, là con cái của Thiên Chúa. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.